Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục với map fan. Yeah. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đọc map nha. Lưu ý, không cheat game mod, không bull map, có vài lỗi bull. Build xấu nên đừng để ý nhiều. Nói chung là map các bạn build bình thường cũng được. Nói chung là đừng có xấu quá nha. Rồi ok, để coi map của bạn Hi này như thế nào nha. Map có tên là Super Brand. Oh, Super Brand đúng không? Mình đọc đúng mà đúng không? Star Quake. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Thường mấy bạn làm map á là hay troll cái nút star này lắm nè. Ở bên đây có một cái cửa có tên là không có gì đâu. Ủa, các bạn tưởng lừa được mình nè. Hôm giờ chơi map fan hơi bị nhiều nha. Bị lừa cái vụ này nhiều lắm rồi. Thường là nút nó sẽ nằm ở dưới mấy cái đèn này. Không có. Vậy à, còn một cái nữa. Vậy là cánh cửa này. Ở đây có hai cái cửa, có một cái đầu rồng. Thì mũi tên chỉ mình đi qua cái cửa này. Quá đơn giản. Nhưng mà khoan, mình cứ tưởng là ở đây là cái cửa bí mật ấy chứ. Ê, ủa, cửa chua nè. Ủa, vậy là đi ngõ nào cũng bị chua nè. Vậy là ăn star đi ha. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Không phải nút này đâu. Ủa, cái gì vậy, mới vô mà. Mới vô mà làm khó tôi vậy. Hay là cái cửa này trời. Ủa, tính ra cái cửa này thì chỉ cửa này đi. Tự nhiên chỉ qua cửa này. Trời ơi, ở đây có hai cánh cửa. Khoan, cái cửa này nó mới là cửa bí mật nè mọi người. Đó. Mình biết ngay mà, tuổi gì. Thoát khỏi căn phòng. Dạ, yeah, đây là level đầu tiên. Mới vô đã thấy có cái gì ở đây đó. Để mình coi nha. Có một cái nút. Cái nút này cho mình cây sẻn có thể phá tuyết. À, tuyết. Là tuyết của cái con này đúng không? Gì vậy? Hầu gái Toru. Toru là trong anime nào đúng không mọi người? Mình chưa coi nhưng mà cái tên quen lắm. Vậy mà đây là người tuyết mà. Thoát khỏi căn phòng. Đây rồi, đây rồi. Ở dưới đây có một cái nút. Ủa, cái nút bình thường à. Không có gì luôn. Ở đây mọi người có một cái nút. Cho mình cần gạt này. Khối vàng là ở đây đúng không? Ui, sao lại có hai bức tranh ở đây mọi người? Mình vừa nghe tiếng mở cửa. Ê, mình đập bức tranh được nè. Mình đập bức tranh là bình thường đúng không? Ở đây có hai cái cửa nè, cửa vàng với lại cửa kim cương. Mình có thể lấy được cái rương ở phía trong. Khối tuyết có thể đặt lên khối sắt. Ui, các bạn nhìn nè. Mấy cái item bạn có thể trang trí lên như vậy luôn, rất là đẹp mắt. Ê, hình như cái này là cái câu lệnh mới trong phiên bản 1.19.4 đúng không? Ở đây có một cái tủ lạnh. Đây rồi. Lại cần gạt. Có thể đặt lên kim cương. Nhưng mà khoan nha, cái tủ lạnh này nó kỳ vãi các bạn à. Thường là tủ lạnh các bạn sẽ làm hai cái cửa nó chéo nhau đúng không? Nó sẽ thành cái tủ lạnh đẹp, mà cái cửa này nó nhìn kỳ vãi. Ở đây có cầu thang đi lên nè. Trời ơi, đây là cái căn nhà đó hả? Đúng kiểu build xấu thiệt. Nếu mà chấm điểm cho căn nhà này thì mình chấm điểm 4/10 mọi người à. Mình thấy trang trí cũng khá là ổn ấy. Nhà mà làm sàn bằng khối cỏ xanh tươi ha. Còn phía bên này mình chưa khám phá mọi người ạ. Chỉ là một cái tủ đồ thôi. Mình nghĩ là vậy á. Ở phía trên cũng chả có gì luôn. Rồi cái cần gạt này là đặt lên khối kim cương đúng không? Gì đây? Đây rồi. Qua cổng vàng trước đi. Qua cổng vàng trước đi. Là mình qua cái cổng vàng rồi nè. Có cái nút. Ủa cái gì vậy? Ê, tính ra mình còn cái khối tuyết này chưa đặt lên khối sắt mà. Level tiếp theo là tìm nút đi. Lại là căn phòng đá nền ha. Đây rồi. Quá đơn giản. Nhưng mà khoan nha, mình sẽ bơi xuống như vậy. Sao khó bơi vậy? Mình phải bơi ở phía trên xuống. Đấy, như vậy nó sẽ đỡ hơn. Mình cứ tưởng là sẽ có một cái cửa bí mật nằm hướng này chứ. Tình mắt đấy chứ sao. Ê. Ê, tính ra vừa khen tình mắt đấy xong. Ủa, vậy là nút chôn à. Sao mấy bạn này chơi ép vậy? Mình bị chôn từ năm 2019 tới 2023 luôn các bạn nha. Chơi map fan toàn bị chôn. Vậy là không phải đúng không? Mình sẽ đi tìm cái nút khác. Vậy là cái nút nó nằm ở đâu đây? Trên mấy cái cây à? Không phải luôn. Đây rồi mọi người à. Có một cái lỗ ở đây. Trời ơi, cái gì vậy? Đây. Có một cái nút. Trời, tinh mắt lắm mới thấy được á mọi người à. Rồi, qua vòng. Có làm thì mới có ăn. Chết
chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Ờ đúng rồi ha, không lẽ nó đơn giản tới vậy. Ờ như vậy mà mình cũng ấn nút được. Trời ơi biết cái nút nào đây, quá trời nút luôn. Mình đứng hướng này đúng không? Vậy thì mình sẽ đi tới cuối mình bấm. Nếu mà cái nút thật á, nó sẽ không nằm gần cái chỗ checkpoint đâu, đúng không? Nó sẽ nằm ở phía cuối. Mình nghĩ là chủ map muốn mình ấn từ đây tới cuối luôn. Mình sẽ ấn ở cuối trước. Đấy, mình thông minh lên tí rồi đó. Thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Nếu mà ấn từ đầu á thì ấn... Trời ơi, không biết khi nào tới được cái nút đó luôn ý. Ok, biệt thự. Ê... cái biệt thự tôi là nó hơi bị xịn đó nha, không phải nhà dân làng đâu. Có nghĩa là mấy bạn nói mình xây biệt thự giống nhà dân làng á hả? Mà bạn này chắc là fan cứng của mình ha, biết mình dùng giường xanh nè. Rồi đấy, biệt thự gác cái kiểu có Lucky luôn. Ủa phải Lucky không? Ê, vòng đỏ nha, chắc là Red chứ không phải Lucky đâu. Ờ, ở phía dưới có một cái rương nữa, các bạn thấy không? Đó, khối kim cương có thể đặt lên khối cỏ là ở ngoài đây hả? Ủa khoan, phải có cái gì chứ, mình thấy ở phía trên nó có một cái ván gỗ kìa. Ờ, đi ra sao thử. À, có nghĩa là mình đặt cái khối kim cương ở đây, mình ấn cái nút đúng không? Bây giờ là nhảy lên ấn không tới, phải có khối kim cương, mình ấn mới tới. Đó, ủa. Ê, giỡn, khoan, trên đầu mình có cái gì vậy? Để cảm biến áp lực gỗ sồi, ủa sao nãy mình không thấy ta? À, vậy là ấn cái nút là nó cho mình cái để cảm biến. À, cái ván gỗ sồi là ở đây, ở chỗ Lucky. Đi ra nào. Yeah, quá tuyệt vời. Vậy là chưa chiến thắng hả? Ôi, mục tiêu của mình là phải nhảy lên phía trên cái rương đúng không? Lại bắt kho. Mình ngán lắm rồi, mình ghét bắt kho. Ok, mình thấy cái vụ này cũng khá là đơn giản ấy. Ê, tôi thấy có cái gì đó sẽ sai, từ đây có thể nhảy qua kia. Ui, nhảy được luôn, quá tuyệt vời. Mình cứ tưởng nhảy không được ấy chứ. À, chỗ này phải cẩn thận nha, rơi xuống là phải nhảy lại ấy. Ui, sợ vãi. Ờ, lên này nè, mình thấy có một cái nút gỗ với một cái rương. Cái rương cho mình thuyền có thể đặt lên khối cỏ và cái nút. Ê, nút trôn hả? Ấn thử đi hả? Ui, cứ tưởng lava. Không phải ở đây hả? Là ở kia đúng không? Mình thấy có mũi tên kìa. Vậy là mình đặt cái thuyền và sau đó đi vô trong cái mũi tên này, thả ra. Ui, hay nha. Được đấy. Đây chúng ta có gì? Mình thấy có piston ở phía trên kìa. Và chỗ này để làm gì ta? À, làm sao đó cho nước nó chảy liên tục và mình bơi lên phía trên đúng không? Ui, khó vậy. Khó lắm luôn ấy. Mình phải bơi cực kỳ nhanh. 1, 2, 3. Ý, khó quá à. À, đúng rồi. Tại sao mình không quăng cái này vô? Ê, được này. À, quăng hết luôn. Yeah, chiến thắng rồi đúng không? Bạn đã vượt qua. Ôi, ôi bắn dữ vậy. Hết hồn. Bách. Yeah, mình đã trở lại cái chỗ này. Trời ơi, biết cái nào là cái nút thật trời. Rồi ok, mình thấy map của bạn này cũng khá là hay á. Ủa cái chỗ này để làm gì? Map của bạn này thì chấm điểm 7/10 ha. Về mặt xây dựng thì cũng đơn giản, không có gì gọi là bắt mắt. Còn redstone cái kiểu thì giấu kỹ nè. Rồi lỗ comment block thì cũng có, nhưng mà ít hơn cái map lần trước của bạn kia. Còn map thì cũng đơn giản, khá là ngắn. Mấy bạn là về sau làm map thì nhớ dài một chút nha. Và các bạn còn map hay nào nữa thì nhớ gửi về Gmail nha. Mình sẽ chết map và chơi map của các bạn ha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn các bạn vào video mình ráp lần sau.